Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ. Sau gần một tháng ra quân xử lý xe ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ. Theo đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với loại hình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ, đặc biệt là xăng dầu và hóa chất. Chú trọng xử lý các vi phạm quy định về tốc độ, tránh vượt xe, an toàn kỹ thuật phương tiện và người lái khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì 2018 gửi các cục quản lý đường bộ, các ban quản lý dự án thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các sở giao thông vận tải được giao quản lý quốc lộ. Để công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực, đôn đốc các nhà thầu và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân đã được cấp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch 231 của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm kiểm soát tải trọng, kích thước thùng hàng và niêm yết tên doanh nghiệp đối với phương tiện vận tải đường bộ, sau gần một tháng ra quân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Xe tải chở đất biển kiểm soát 36C17302, trong quá trình lưu thông, lái xe đã bịt bạt. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xe tải này đã vi phạm cải tạo lại thùng xe. Theo giấy kiểm định, thành thùng xe chỉ được phép cao 65cm, nhưng lái xe đã cải tạo lên 1,2m. Đây chỉ là một trong hàng chục trường hợp bị Cảnh sát Giao thông xử lý vừa qua. Ngoài việc xử lý tại các tổ cắm chốt, Phòng Cảnh sát Giao thông đã thành lập các tổ chuyên đề sử dụng cân tải trọng lưu động, tuần lưu trên tất cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, đường xã, đường đô thị để kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Sau gần một tháng triển khai, đến nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản 1.351 trường hợp, phạt tiền gần 4 tỷ đồng, tạm giữ 76 trường hợp, tước giấy phép lái xe 157 trường hợp. Trong đó, chở quá tải 273 trường hợp, quá kích thước thành thùng 26 trường hợp, niêm yết tên doanh nghiệp 57 trường hợp, chở hàng để rơi vãi 112 trường hợp, lắp thùng không đúng kích thước của nhà sản xuất 68 trường hợp. Trong cái đợt cao điểm xử lý vi phạm này thì Phòng Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được cái hiệu quả nhất định và xử lý tất cả những cái lỗi có trong cái kế hoạch, ví dụ như là chở quá khổ, quá tải, không niêm yết tên số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở hai bên mặt ngoài cánh cửa xe, cũng như là tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, tự ý cải tạo kích thước thùng xe không đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông đã gặp nhiều khó khăn do các lái xe doanh nghiệp vận tải chưa có ý thức chấp hành, vẫn tìm đủ cách để đối phó như vận chuyển hàng vào đêm về sáng, khi phát hiện có lực lượng chức năng thường báo cho nhau không đưa xe ra lưu thông. Nhiều lái xe khi bị kiểm tra xử lý không hợp tác. Lái xe chủ xe họ cũng tìm cái thời gian mà lực lượng không có mặt ở trên đường, không duy trì lực lượng trên đường, họ trốn tránh, hoặc khi phát hiện lực lượng kiểm tra thì họ tấp vào bên đường hoặc vào các cái bến, các cái bãi. Trong thời gian tới, để kiểm soát được những cái đối tượng vi phạm này thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng khác bố trí lực lượng, phương tiện, con người để một cách triệt để xử lý vi phạm, làm sao để giảm thiểu cái vi phạm đến mức thấp nhất. Thực tế cho thấy, việc triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm soát tải trọng, kích thước thành thùng hàng trong gần một tháng qua đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, nếu việc kiểm soát tải trọng không thường xuyên, không đồng bộ từ các lực lượng chức năng, sự vào cua của các địa phương cho việc quản lý từ đầu nguồn, nơi bốc xếp hàng hóa, thì tình trạng xe chở quá khổ, quá tải vẫn cứ diễn ra. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.